Nâng mũi sụn sườn cơ sở thẩm mỹ khác có gì khác nâng mũi sụn sườn nội soi tại bệnh viện thẩm mỹ Cang U? Nó đau em cả mà mấy tháng trời luôn á, cỡ 5-6 tháng từ từ nó mới hết chứ nó đau đi không nổi luôn á. Sụn sườn một vật liệu rất là quý tự thân để nâng mũi. Tuy nhiên nếu chúng ta chọn nâng mũi sụn sườn thì chúng ta nên chọn lấy sụn sườn nội soi và nâng mũi sụn sườn tại bệnh viện thẩm mỹ Cang U. Thứ nhất chúng ta được đẹp, an toàn và không bị đau. Như chị này cách đây 2 năm là chị đã tìm hiểu cơ sở khác và chị đi lấy sụn sườn thông thường thì cực kỳ đau, đến 5 tháng nó hết đau rồi và đường mổ thì rất là dài. Đây cái đường sẹo nâng mũi bình thường, cái sẹo lấy sụn sườn nha thì nó khoảng 5 cm rồi còn không lộ. Trong khi á mình lấy sụn sườn tại bệnh viện Cang U, bác sĩ dùng nội soi để lấy sụn sườn thì cái đường mổ nó rất nhỏ, nó không có to, nó đỡ đau. Thì đường mổ nó thông thường nó chỉ khoảng 1-2 cm thôi, còn khi mình lấy sụn sườn thông thường thì đường mổ nó dài. Đây là đường rạch lấy sụn sườn thông thường. Ở những người khác, đường rạch quá to và gây biến dạng vùng bụng. Và đây là đường rạch lấy sụn nội soi tại Cang U. Đường mổ siêu nhỏ chỉ 1,2 cm, không gây đau đớn và được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn thực hiện.